10 cái. Ngồi thử xem nha. Mình cho mọi người coi cá của em. Nhiều chưa? Hồi này em nuôi là được một năm mấy rồi nha. Cá đẻ cũng khá là nhiều. Này hồ em nuôi ngoài trời. Quay cho anh chị xem cá. Cá em nó bơi. Rất nhiều cá luôn. Em gọi lại cho anh chị xem. Có cá con nè. Này chú em nuôi 7 màu với cá hồng chim. Phía dưới em có để một lớp sình non, sình mà để trồng sen.